Chào cả nhà đã đến với kênh YouTube TV 886 của mình. Thì hôm nay mình đang có mặt tại nghĩa trang Thiên Phúc ở Sài Gòn. Thì nơi đây cũng thuộc là Long An luôn cả nhà. Thì mình đã quay rất nhiều cái khu mộ và những khu nghĩa trang. Mỗi chỗ có một vị trí, một cái cảnh đẹp khác nhau. Thì hôm nay mình đang có mặt tại nghĩa trang Thiên Phúc. Thì mục đích của mình lên đây là để quay cái lễ hào huyệt của đạo diễn ông Lê Công Bắc các cả nhà. Thì trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ tới đây để review cho cả nhà xem một chút xíu về cái phong cảnh ở đây luôn. Nơi đây tuy là không lớn bằng cái nghĩa trang mình đã từng quay, ở đây chỉ có khoảng hơn 5 hecta thôi, nhưng được bố trí mình thấy là rất là đẹp luôn. Thì tuy chỉ có 5 hecta nhưng người ta bố trí rất là gọn gàng và rất là ngăn nắp. Những cái ngoại cảnh cũng rất là đẹp nè. Thì mình sẽ review sơ một chút xíu về nơi đây. Thì để cho mọi người biết luôn về khung cảnh ở đây luôn. Mỗi chỗ có một cái cách trang trí, một cái bố cục, một cái ấy khác nhau. Nó tạo ra một cái vẻ đẹp rất là hay cả nha. Ở đây giống như một khu phố ấy. Thì có trụ đèn nè. Đó, và những con đường đi nhìn rất là gọn gàng nha. Và đặc biệt hơn là mà những cái chỗ mà khu mộ gia đình á, như mọi người thấy là rất là đẹp, rất là rộng lớn và xây kiểu cách một cái phần cũng giống như là ná ở Nhật cả nhà. Giống như ở Nhật hả cả nhà hả? Những cái tường thành người ta cũng làm bằng đá hoa cương nè, xây nguyên bản và khối điêu khắc cũng rất là đẹp. Phía trong làm bằng những cái bức tượng thờ. Ở đây là Tịnh Quang Lăng, không biết có nhà nào không biết. Đó, phía trong là có một bên là có người mất, người ta chôn ở chính ở đó rồi. Ở chính giữa thì để một vị tượng Phật của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và ở trên nữa giống như là vị Phật Bồ Tát cả nhà. Phía bên kia là vẫn còn ấy. Ở đây thì mình nghĩ chôn khoảng 2 người đến 4 người là cùng. Thì đây được xây dựng rất là kiên cố. Cái này người ta đã mua rồi, cái lăng mộ của Phạm Lê. Những cái cổng bằng sắt cả nhà. Chính giữa là bằng cái trống đồng. Hai bên đây thì hình nổi của hai con rồng. Ở đây là đá hoa cương nguyên khối luôn. Thì nơi đây có một cái chỗ gia tộc họ Nguyễn, hình như chưa có ai mất, người ta đã xây dựng, mới xây dựng xong. Người ta mua trước thôi cả nhà. Nguyên một cái lư hương bằng đá hoa cương nè, nguyên tảng. Và nguyên bộ bàn ghế luôn, bằng đá hoa cương trắng luôn, rất là đẹp. Bên đây là bệ thờ, phía trên thấy người ta để là Đức Lưu Quang. Ở phía này là phần mộ nè cả nhà. Phía này phần mộ nè, nhưng mà chưa có người mất. Và bên đây cũng vậy nè. Nơi đây thì dành cho đốt cháy tiền vàng mã nè cả nhà. Người ta xây sẵn một cái hộc như thế này. Những con đường nơi đây cũng khá là đẹp. Phía bên kia hình như là con sông cả nhà. Đó, bên dãy chuối này là phía này là con sông. Phía nãy mình đi là bên kia. Đó là bên cái dãy mộ gia đình đó, mà giống như là bên Nhật cả nhà. Đẹp hả? Thì như mọi người thấy nơi đây là tuy là nó bé thôi, nhưng mà cho ta một cái cảm giác rất là mát mẻ của làng quê. Phía sau là con sông và bụi chuối. Rồi người ta trồng liễu, trồng trúc được cả nhà. Cây cảnh bố trí rất là ấy. Còn đây là những cái huyệt mộ là đã chôn ở đây. Được chăm sóc rất là sạch sẽ luôn nha. Cỏ là cỏ trồng không, chứ phải có mọc hoang nữa. Những cái bề thờ cúng nè cũng rất là sạch.
cái mặt bia là mình thấy là nhìn sáng sủa hơn chỗ khác cả nhà. Người ta điêu khắc rất là chọn. Thì tới đây mình sẽ review một số cái cảnh mà mình thấy là khá là đẹp ở nơi nghĩa trang này. Cho mọi người thấy đây là chiếc cầu gì không biết, xây kiểu cách rất là hay. Thì nơi đây được là phía sau của nghĩa trang Tiên Phúc cả nhà. Hồi nãy mình đi phía trước và vòng vòng thì đây là phía sau. Như mọi người thấy đây là những cái cặp mã đôi của vợ chồng, rất là ngăn nắp và rất là sạch sẽ. Phía đây thì có một cái vị Địa Tạng Vương Bồ Tát nè cả nhà. Nhìn rất là đẹp. Ở bên đây thì dành cho những người theo bên đạo. Vì ở đây mình thấy có Đức Mẹ nè. Còn trước mặt mọi người đây là cái khu mà để dành cho bên Công giáo cả nhà. Thì mỗi chân ngôi mộ mọi người thấy nè, rất là đẹp. Trời sắp mưa rồi. Thì hôm nay tới là chủ yếu là mình review cho mọi người thấy một cái cảnh nơi nghĩa trang Thiên Phước là như thế nào.